chúng ta bắt đầu chữa bài nhá. Thầy không chờ đợi đâu, đúng giờ thì làm. À, các em nhớ đúng giờ vào học, được chưa? Mình có này. Câu số 1. Để thu được kim loại đồng từ dung dịch CuS4 theo pháp thủy luyện thì ta có thể dùng kim loại nào sau đây? Thủy luyện, thủy là nước. Canxi tác dụng với nước điều kiện thường. Vậy loại A. Natri tác dụng với nước điều kiện thường. Vậy loại B. Bạc thì không đẩy được đồng. Vậy loại nốt C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Sắt, sắt đẩy đồng. Câu số 2. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? Gạch chân cho thầy từ. Không xảy ra phản ứng. Không phải mang cái này. Không xảy ra phản ứng. Đồng với HNO3. Không. Đúng chưa? Sắt. Vậy là đồng, đồng với HNO3 có xảy ra phản ứng. Đúng không? Mà đây hỏi không. Vậy loại A. Sắt với sắt 3. Chúng ta biết rằng là sắt cộng sắt 3 thì tạo thành 3 sắt dương 2. Vậy là có xảy ra phản ứng. Loại B. Bạc và HCl chắc chắn không. Vậy đáp án đúng là đáp án 2C. Các em nhớ là sắp tới thầy đang định dự định là thầy sẽ tăng một buổi live cho chúng ta. Thầy đang dự định là sau hôm 15, sau hôm 15 tháng 5 thầy sẽ tăng thêm một buổi live cho các em. Với một mục tiêu duy nhất. Mang đem gì? Anh bỏ đi. Phải đi thôi. Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn. Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn. Gắn đồng với kim loại sắt, kẽm bề mặt sắt thì khi mà gắn kẽm bề mặt sắt thì kẽm bị chết trước, bị có nhé. Thiếc bề mặt sắt được, lớp xương bề mặt sắt được, vậy là gắn đồng trên bề mặt sắt để không được, bởi vì là sắt bị ăn mòn bên trong, đúng chưa? Vậy là ba. Câu 4. Để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ, trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng thì người ta dùng cái gì? Thế là lớp cặn ở bên trong các dụng cụ đun và nước nóng ấy thì nó là có chứa bọt muối. Thế vì vậy để làm sạch cái lớp cặn đấy thì không thể sử dụng nước vôi trong được, không sử dụng muối ăn được, không thể sử dụng ancolytic được, mà sử dụng giấm ăn. Đáp án đúng là đáp án B. Được chưa? Câu số 5. Trong công nghiệp, magie được điều chế bằng cách nào dưới đây? Thầy đau họng, Trúc Thanh ạ. Nên là không nói. Trong công nghiệp, magie được điều chế bằng cách nào dưới đây? Thầy đang bị đau họng thì không nói to nữa Trúc Thanh ạ. Cố gắng nghe nhé. Trong công nghiệp, magie được điều chế bằng cách nào dưới đây? Thế thì trong công nghiệp thì magie thì không thể điều chế bằng điện phân dung dịch được. Đúng chưa? Loại B. Kali không đẩy được magie mà kali tác dụng với nước. Loại C. Cho kim loại sắt vào dung dịch MgCl không được. Điện phân nóng chảy MgCl2. Đáp án đúng đáp án. À. Câu 6. Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm nhôm và sắt vào dung dịch H24 loãng thu được 10,08. Vậy ở đây thì đặt số mol nhôm là A mol, số mol sắt là B mol. Vậy ta có phương trình 27A cộng 56B thì bằng 13,8. Phương trình thứ hai sinh ra hydro. 10,08 chia 2,4 bằng 0,45. Một thằng nhôm thì sinh ra 1,5 thằng hydro. Một thằng sắt thì sinh ra 1 thằng hydro bằng 0,45. Vậy đến đây mình tìm được AB. 27 bằng 56 bằng 13,8 bằng 1,5 bằng 1 bằng 0,45 bằng. Vậy mình tìm được số mol A bằng 0,2, B bằng 0,15. A bằng 0,2. Vậy ngay tức mình tìm được phần trăm khối lượng của nhôm. 0,2 nhân 27 bằng chia 13,8 bằng 39,13. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Nay để chữa full mà, thầy vừa nói đầu đến Cao Quang Hảo. Ngay để chữa full 40 câu. Thế nên thầy bắt đầu sớm này. Đáp án C. Câu 7. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Lưu ý nha. Sai. Các em nhớ dặn các bạn đúng giờ vào học nha.
không là livestream dài thì sau này các em nhìn thấy các em sẽ ngại học đấy. Thầy Khang khá đau họng. Phương trình học nào sao đừng là sai. Thế thì Chrome tác dụng carbon loãng thì không bao giờ tạo thành Chrome 3 được, nó chỉ tạo thành Chrome 2 thôi, đúng chưa? Vậy sai là Chrome cũng có lo đúng. CrH 3 lần cộng HCl đúng. Cr2O3 cộng NaOH đặc đúng. Câu 8. Nếu cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tụ màu gì? Thì FeCl3 và NaOH thì tôi thu được FeH3 lần đúng không? Kết tụ màu đỏ. Đây. Câu 9 là câu cực kỳ hay. Không biết là các em làm chưa? Các em làm bài này chưa? Câu 9 là có amon sắt tác dụng với amon khí clo. Amon sắt tác dụng với amon khí clo nhá. Vậy thì được. Fe cộng với clo để tạo thành FeCl3. Đây là 2 này 3 này. A này. Vậy biết ngay clo hết. Amon clo này thì suy ra là 2/3 amon sắt này. Đây ban đầu này, đây phản ứng này, đây tạo thành 2/3 amon. Vậy sắt dư là 1/3 A. Hết 2/3 A. Với hỗn hợp của thầy gồm Fe 1/3 A và Fe Cl3 2/3 A. Cho vào nước nha. Thì mình có FeCl3 vào nước thì tạo thành Fe3 cộng đúng không? Fe3 cộng. Sau đó Fe3 cộng tác dụng với Fe để tạo thành Fe2 cộng. Thằng này về thằng này 1E. Thằng này về thằng này 2E. Và thằng này 3. Số mol sắt 3 cộng bằng 2/3 A. Số mol sắt bằng 1/3 A. Được chưa? Sorry, đây là 2. Thầy cân bằng nhầm. Đây là 1. Đây là 3. Vậy nên mình nhìn thấy là tất cả đều hết. 1/3 A thì ra được 2/3 A. Và tạo thành thằng này là A. Vậy dung dịch của thầy kết thúc phản ứng, kết thúc hòa tan là có FeCl2. Đấy, nhớ cái dạng này nha. Dung dịch Y không tác dụng chất nào sau đây. FeCl2 thì tác dụng với AgNO3 rồi. Tạo thành AgCl. Đúng không? Có sinh là bạc nữa cơ. Sắt 3. FeCl2 cộng với NaOH thì tạo thành FeH2 lần rồi. Kết tụa màu trắng xanh đúng không? FeCl2 cộng với lại Cl2 thì tạo thành FeCl3 rồi. Đúng chưa? Bởi vì muốn đồng. Đồng không tác dụng với sắt 2. Đáp án đúng, đáp án D. Hồng đúng, đúng, đúng học đúng, chính xác. Câu số 10. Số kim loại trong dãy phản ứng với dung dịch H2 bốn loãng. Thì phản ứng H2 bốn loãng thì nó phải đứng trước hiro đúng không? Vậy là nhôm là 1, sắt là 2. Vậy mình chỉ có 2 thằng thôi. Nhôm là 1, sắt là 2. Thế vậy đáp án đúng là đáp án B. Được chưa? Cái sáng câu tiếp theo có số 11. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt, có thể dùng dung dịch nào? Mình một nha. Mình có này. NaCl. Mg. Cl2. Các em xem ở trong nhóm lớp mình đi. Cho các bạn cùng biết. Thấy lang lai mà học. AlCl3. FeCl3.
có đại dụng dung dịch nào. Cho đây mình thử chọn thằng NaOH. NaOH vào đây. Không hiện tượng. Kết tủa MgOH 2 lần. Màu trắng. AlCl3 thì kết tủa rồi. Kết tủa tan. FeCl3 thì thu được FeOH 2 lần. Kết tủa màu trắng xanh. Được chưa? Vậy đáp án đúng đáp án C. Cảm ơn Trúc Thanh nhá. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 12. Hôm nay Trúc Hiền mới đăng ký học nên là Trúc Hiền chắc khả năng cao là cũng chưa có thể mà làm được đề này đâu. Nhớ là buổi sau mình lại chữa đề số 3 full nhá. Nên kêu làm hết đi. Đề những chiếu rất kinh. Nung hỗn hợp gồm. Nung hỗn hợp gồm 2,7 gam nhôm 0,1 10,8 gam FeO 10,8 mà chia 72 10,8 mà chia cho 72 thì bằng 0,15. Nung bọn này thì chắc chắn là thu được hỗn hợp gồm Al2 O3 Fe. Một thời gian thì có khả năng có cả nhôm dư, có cả thằng FeO dư. Rồi cho toàn toàn tác dụng H24 thì phải tất cả bọn này tác dụng Al4 thì nhôm Al23 hay nhôm thì đều tạo thành Al2 SO4 3 lần. Sắt thì mình thu được Fe SO4 đúng không? Vậy thì bảo toàn sắt là 0,15 này. Bảo toàn nhôm là 0,1 chia 2 thì bằng 0,05 này. Vậy nên thì bảo toàn gốc SO4 này 0,05 x 3 cộng 0,15 bằng 0,3. Nhìn chưa? Vậy nên thì tìm được V. Được chưa? Thấy được là CM bằng N trên V. V bằng N chia CM. 0,3 chia 1 thì bằng 0,3. Đáp án đúng đáp án C. Dễ thôi. Mình ai C đúng là hồng. Tốt. Câu 13. 13. Cho hợp đồng và Fe2O3 vào HCl dư. Thì đằng này cộng HCl dư trước để tạo thành dung dịch muối sắt 3. Sắt dương 3 cộng với đồng để tạo thành sắt dương 2. Hoàn toàn thu được dung dịch X, lượng chất rắn không tan. Chất rắn không tan chắc chắn là đồng dư. Mà đồng dư thì trong dịch chỉ tồn tại muối sắt 2 và đồng 2. Được chưa? Vậy chỉ tồn tại muối sắt 2 thôi. Vậy mình chỗ nào muối sắt 3 loại? Sắt 3 loại. Sắt 3 loại. Vậy đáp án đúng chúng ta là sắt 2 và đồng 2. Bị bỏ. Em hiểu bài không nhỉ? Cả nhà hiểu bài không? Hiểu bài thì ới cái thì nghe nó sao im lìm thế? Thầy đau học lắm ấy. Nhưng mà hôm nay cũng vẫn cố gắng là chữa hết cho các em 40 câu đấy. Nên là chăm chỉ học nhá, đừng phụ công thầy. Ngày đi dạy đến 9 rưỡi về vẫn còn dạy live stream cho các em tận 11 giờ. Nào, nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như để xử lý toàn bộ nước thải trên để làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào sau đây? Thế thì để xử lý bộ nước thải trên làm giảm nồng độ ion kim loại với chi phí thấp, người ta sử dụng CO2 này lần. Bê bỏ nha. Câu 15. Chất nào sau đây còn tên gọi đường nho? Đường nho là glucose. Câu 16. 500ml dung dịch glucose glu thì tráng được 2 bạc. Mình tìm số mol bạc bằng 10,8 chia cho 108 bằng 0,1. Vậy suy ngược lại số mol glu 0,1 x 1 chia 2 bằng 0,05. Vậy mình tìm nồng độ glu 0,05 chia cho 0,5. 0,05 mà chia cho 0,5 thì bằng 0,1. Đáp án đúng đáp án C. Ok, đỗ đại học chính xác. Câu 17. Câu 17. Số este công thức phân tử C4H8O2. C4H8O2. Thế thì mình sẽ có này. Mình có số este công thức phân tử C4H8O2 nhá. Là thằng HCOO C3H7 thì này có 2 đồng phân này. CH3COO C2H5 thì 1 đồng phân này. C2H5COO CH3 1 đồng phân nữa này. Hết rồi đúng không? Bây giờ còn mình có 4 đồng phân. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Chính xác, rất tốt. Câu 18. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh ở nhiệt độ thường tạo với dung dịch iốt hợp chất màu xanh tím. Thế thì nó chỉ có thể là tinh bột thôi.
có cách tính nhanh ET. Cách tính nhanh 3452448 của thầy nhé. Câu 19. Chất có phản ứng màu biore là. Biore thì nó là protein. Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Tất cả amin đều làm quý tím ẩm chuyển thành màu xanh. Sai. Anilin không đổi màu. Ở nhiệt độ thường tất cả amin đều tan nhiều trong nước. Sai. Anilin không tan trong nước. Để rửa sạch thì ống nghiệm có dính anilin và dùng dịch HCl. Đúng. Tại vì là anilin tác dụng với HCl. Kamin đều không độc là sai. Nó đều rất độc. Vậy là đúng đáp án C. Xong 5 điểm rồi đấy. Nhẹ nhàng thành đào đúng không? Chỉ có dạy trong nhóm này thì thầy mới dám dạy được như này thôi. Còn các bạn ngoài à, em ơi, thầy không nói lại được. Bởi vì bây giờ là đang ở trong cái chỗ này là chỗ đang giải. Em có thể, bạn đỗ đại học muốn xem lại thì em có thể lên trên channel YouTube của thầy. Thầy có nói về phương pháp đấy nhá. Hoặc là lên trên Google của thầy vào cái phần mà video live stream ấy, kéo lại phần bài ST thì thầy có giải về cái phần này. Được chưa? Còn bây giờ mà yêu cầu thầy nói lại thì chịu. Bởi vì nếu mà nói lại cả buổi này phải đến tầm 3 tiếng mất. Nha, 3 tiếng các bạn đi ngủ hết rồi. Câu 21 nào. Câu 21. Các em comment xem nào. Bởi vì buổi này buổi luyện đề mà. Ừ, không sao Minh Anh. 15g glycine. H2N CH2COH. Vậy là mình tìm được số mol glycine nhé. 15 chia cho 75 thì bằng 0,2. Các em chú ý này, vào 300ml dung dịch HCl để coi như nó chưa phản ứng với nhau thì coi đến với HCl luôn này. So X tác dụng với KOH vừa đủ. Để bài nói vừa đủ nhé. 2 nhân với 0,25 thì bằng 0,5. Thu được dung dịch Y. Dung dịch Y ta này. H2N CH2 COOK. Đây 0,2 thì đây 0,2 rồi. Do vừa đủ nên KOH tác dụng HCl để tạo thành KCl bảo toàn 0,5 kali này chứ 0,2 này thì còn 0,3. Cái này cách nhanh nhất. Nên ta tìm được khối lượng luôn. 0,2 nhân bằng một đơn 16 cộng 14 cộng 44 cộng 39 cộng 0,3 nhân bằng một đơn 39 cộng 35,5 44,95. Vậy ra là đúng đáp án B. Câu 22. Chất mà không có phản ứng thủy phân. Etinacetat có, glyala có, sắc có, chỉ có glucose là không thôi. Monosaccharide không. Câu 23. Câu 23. Cho 2g hỗn hợp gồm metinamin, dimetinamin. Thế mình lưu ý này, hai thằng này đều là amin. Khối lượng của amin thì bằng 2g. Phản ứng vừa đủ với HCl. Số mol bằng 0,05 nhân 36,5 thì tạo thành muối. Vậy mình chơi bảo toàn khối lượng bằng m muối. Và mình có này. 2 cộng với 0,05 nhân 36,5 bằng 3,825. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Câu 24. Câu 24 nha. Thủy phân 4,4g etinacetat. Etinacetat CH3 COO CH5, mình tìm được số mol bằng 4,4 mà chia cho 88 thì bằng 0,05. Trong NaOH mình tìm được số mol NaOH bằng 0,2 nhân 0,1 bằng 0,02. Phản ứng xảy ra hoàn toàn CH3 CONa. Em lưu ý này, thằng này nhỏ hơn vậy tính theo thằng này 0,02. Nhiều bạn hỏi CH3 CO CH5 còn dư thì có tính làm chất rắn không? Không nhá. Được chưa? Nếu 0,02 mà nhân với 82
thì bằng 1,64. Đáp án đúng đáp án gì? Được chưa? Mình sang câu 25. Một câu khá là khó. Đấy, để cho các em lát một tí, nghĩ một tí đi. 25, 26 đều khá là khó. Lát một tí rồi thấy chưa? Khó không? Thầy giảng các em có hiểu bài không? Cả nhà, 14 bạn đang theo dõi. Thầy giảng các em có hiểu? Mình sang câu tiếp nhé, câu 25. M gam sắt vào dung dịch chứa 0,1 mol FeNO3 3 lần, 0,4 mol CuNO3 lần, 0,1 này, 0,4 này. Phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y và M gam chất rắn Z. M gam. Đồng này M gam. Vậy là không có sự thay đổi mặt khối lượng đúng không? Giá đảm bảo bằng 0. Vậy dung dịch Y thì tồn tại những cái gì? Ở đây chắc chắn có chất rắn Z. Vậy là hoặc là sắt hoặc đồng dư. Thứ tự kim loại tạo thành thì là thứ tự kim loại tạo thành thì tính khử tăng dần. Vậy kim loại đầu tiên tạo thành là đồng. Được chưa? Mà đây là chất rắn Z thôi. Nên khả năng cao nó là đồng đấy. Chỉ mỗi mình là đồng thôi. Thế vậy trong dịch X, dung dịch Y thì chỉ tồn tại FeNO32 lần. Và cẩn thận có cả CuNO32 lần nữa. Được chưa? Được chưa? Thế vậy nếu mà thầy sử dụng bảo toàn electron ấy, thì thầy nhìn thấy một điều như sau. Hơi khó đúng không? Thầy đặt được số mol đồng sinh ra là amon. Đúng chưa? Vậy thì số mol CuNO3 2 lần sẽ là 0,4 chữ A. Được không? Số mol CuNO3 lần đây 0,4 chữ A. Thế thì số mol của gốc NO3 trừ nó bằng là 0,1 nhân 3 và 0,3 cộng 0,4 nhân 2 và 0,8. 0,8 cộng 0,3 thì bằng 1,1. 1,1 trừ đi 0,4 thì bằng 0,7. Vậy đây là 0,7 cộng A chia 2 thì 0,35 trừ đi cái này thế lằng nhằng quá nhỉ. Hơi lằng nhằng đấy. Thế thì đặt số mol sắt là B thì cũng được nhỉ. Ở câu này thì câu là một câu khá là hay. Nhá. Câu này câu rất hay luôn đấy. Các em nhìn này. Vậy là ở đây chỉ có một thằng nhường E thôi, là sắt lên sắt dương 2. Đúng không? Một thằng nhận E là đồng về đồng không. Được chưa? Đấy, các em phải nhìn ra được cái vấn đề đấy đó. Thế vậy bây giờ thì sẽ có này, delta M bằng 0. Delta M thì bằng M vào trừ M ra mà bằng 0. M vào là M sắt. Được chưa? M ra là M đồng. Thế bây giờ mình cần tìm là sắt bị hòa tan. Thế thì sắt ở đây là bị hòa tan hết đây này. M gam sắt mà, bị hòa tan hết. Ra là đồng. Được chưa? Thế thì đặt là số mol sắt bị hòa tan hết đi. Số mol sắt bị hòa tan vào đây hết là A mol. Là B mol đi. Được chưa? Vậy là sắt lên sắt dương 2 này. Vậy là trao đổi 2E này. 2B này. Cộng với này. Sắt dương 3 với sắt dương 2 này. Cộng 0,1 này thì bằng này, đồng nhận này. Được chưa? Số mol đồng nhận. Đồng thì 2 lần số mol đồng. Hay là bằng 2 lần A đi. Được chưa? Đây là một phương trình đầu tiên nhá. Được chưa? Sắt lên sắt dương 2 nhìn kỹ chưa? Sắt dương 3 và sắt dương 2 vậy là 2B. Nhường này, 2A này, thằng này nhận vậy là trừ 0,1. Thì bằng 2A, thằng này nhận mà. Nhá, đây là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai, delta M bằng M vào trừ M ra. Thì M vào ở đây là
50 delta M thay đổi vào đây là đồng. Đồng lại mình có là 64A. M ra là 56B. Thì bằng 0. Đây mình bấm máy tính giải hệ mình được. 1 2 2A này bằng này trừ 2B này bằng này trừ 0,1 bằng này 64A này trừ 56B này 0 bằng này 0,35 và 0,4. Vậy A bằng 0,35, B bằng 0,4. Vậy thì có 0,35 mà nhân với 64 thì bằng 22,4 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 2,4 nhá. 2,4 chứ. 2,4 nhá, đừng chọn 28, chết đấy. Hai phẩy bốn nha. Đáp án đúng chúng ta nó là phải bằng là 2,4, bởi vì là đây là chỉ có thằng đồng thôi, hiểu không? Có cách bảo toàn khối lượng. Đây bây giờ thầy mới nói chúng ta cái cách bảo toàn khối lượng đây. Bây giờ thì mới nói cho cả nhà cái cách bảo toàn khối lượng đây. Có cách bảo toàn khối lượng nhá. Các em hiểu, nhưng mà từ từ các em hiểu hiểu cách này chưa nhỉ? Nó bằng là 2,4. Các em phải hiểu được cách này ra. Thầy để lại một chút cho các bạn cùng hiểu. Hiểu chưa? Thế ở câu này thì các em phải nhìn cho thầy một chút này. Là do là cái thằng mà sắt phản ứng ấy, chúng ta vẫn tìm được số mol sắt phản ứng là bằng 0, thực ra thì cách bảo toàn khối lượng nó cũng vậy thôi. Nó cũng như vậy thôi. Thì thôi mình không cần để ý nữa nhá. Nó cũng như vậy mà. Nó không nhanh hơn bao nhiêu đâu. Mình sang câu tiếp theo nhá. Câu số 26. Nhỏ từ từ BA hóa 2 lần. Vào ống nghiệm chứa dung dịch. Đây, BA hóa 2 lần. Vào ống nghiệm chứa dung dịch AL2 S43 lần. Đấy, các em cần phân tích này. Em non thể phân tích nha. Đoạn này khá khó. BA hóa 2 lần có phải cùng BA2 cộng không? Không hát chứa AL2S4 có phải gồm là AL3 cộng không? Và SO4 2 chứa. Đúng chưa? Được chưa? Đấy như các em nhìn kỹ này. Ở tại điểm này, phản ứng đầu tiên, phản ứng số 1 là thằng BA2 cộng cộng S4 2 chứa tạo thành BA4. Vậy là trong quá trình này có cái tụa BA4 này. Phản ứng số 2 xảy ra là 3OH trừ ăn nhôm 3 cộng để tạo thành AlOH 3 này. Hai thằng này xảy ra song song với nhau. Vậy là lên đến điểm cực tạ thì lúc này tồn tại cả BaSO4, các em hiểu bản chất nhé, và AlOH 3 lần. Vậy thì sau đó đến phản ứng số 3 xảy ra là nếu OH trừ dư thì nó ăn AlOH 3 lần để tạo thành AlOH 4 lần trừ. Vậy đến tại thời điểm này này, OH trừ sẽ ăn hết AlOH 3 lần cho đến lúc nào
mà không ăn được nữa, có nghĩa là lúc đấy hòa tan cái tủa hết ALOH 3 lần để tạo thành ALOH 4 lần trừ. Thì đây ta thấy hiện này, cái tủa giữ nguyên này. Và lúc này chỉ có mỗi cái tủa BH4 thôi. Và trong dịch lúc này tồn tại ALOH 4 lần trừ. Vậy. Ở đây thì có này. Số mol kết tủa lúc này BAS4 thì bằng 69,9 nhân 223 thì như bằng 0,3. V mol BA là lần. V lít BA là lần. V lít BA là lần thì số mol của BA là bằng V nhân 0,2, vậy đây là 0,2V. Vậy số mol BA bằng 0,2V này. Số mol OH trừ bằng 0,2V nhân 2 bằng 0,4V này. Được chưa? Còn số mol AL2O3 AL243 lần ấy, thì thầy chưa biết. Đúng không? Thì thầy đặt AL243 lần là amon. Thì có phải chỗ thằng nhôm 3 cộng này là 2A không? S42 trừ là 3A không? Được chưa? Các em nhìn thấy chưa? Và trong dịch thầy tồn tại là AL OH 4 lần trừ đúng không? Thầy bảo toàn nhôm này. Đây là 2A này. Và đây thì bảo toàn OH trừ. OH trừ bên này là 0,4V thì bằng 2A x 4 là bằng 8A. Suy ra V bằng 8 chia cho 0,4 20A. V bằng 20A. Vậy 0,2V thì bằng 4 này. 0,2V thì bằng 4 này. 4A với 3A thì lấy 3A hơn. Cái này bằng 3A. Suy ra A bằng 0,1. Được chưa? A bằng 0,1 là xong rồi. Thì bài hỏi cái gì? Giá trị V gần nhất với giá trị là đây. A bằng 0,1. Được chưa? Với A bằng 0,1 thì V bằng 20A. 2 nhân với 0,1 thì bằng 20 nhân 0,1 thì bằng 2. Đúng không? Vậy giá trị V gần nhất với giá trị 2 thì gần nhất với 2,1. Đáp án đúng, đáp án B. Dễ không? Cho loát một lần. Đây là thầy giải này, này giải cực kỳ chi tiết đấy. Giải đến mức hiểu bản chất luôn đấy. Các em loát đi thầy, tranh thủ thầy ăn. Thầy đói quá. Thầy đi dậy từ 4 giờ đến giờ là 10 giờ. Chưa có gì vào bụng cả. Ngon quá. Hai bảy nhá. Thế này đủ sức để chiến đến 40 câu rồi. Sắt vào hỗn hợp gồm NaNO3 HCl đến khi phản ứng kết thúc thì thu được dung dịch X. Hỗn hợp khí NO hiđro chất rắn không tan. Chất rắn không tan này có Fe này, Na, tất cả muối tắt đi thì nó tan hết, tất cả muối NO3 trừ tan hết. Muối Cl trừ phải có bạc cộng cơ, nên vậy chắc chắn chất rắn không tan là sắt dư. Mà đã có sắt dư thì không bao giờ tồn tại muối sắt 3 nhá. Loại A. Vậy B. Còn C và D. Đây chưa? Đây giờ các em nhìn này, các em nhìn này, nhìn kỹ nha. Phản ứng đầu tiên là sắt ăn H cộng ăn NO3 trừ. H cộng cộng NO3 trừ để tạo thành NO đúng không? Cộng nước đúng không? Đây phản ứng số 1. Nếu NO3 trừ dư thì H cộng hết, mà H cộng hết thì không thể sinh ra hiđro được. Được chưa? Vậy để sinh ra hiđro thì bắt buộc phản ứng số 2 sẽ ra là H cộng tạo thành H2. Vậy từ đây suy ra cho thầy, cứ có H2 thì tương đương với việc là NO3 trừ hết. Và NO3 trừ hết thì không thể tồn tại muối NO3 trừ được. Đấy, đoạn, đáp án đúng, đáp án gì? Nhìn chưa? Rất kinh điển. Mình sang câu 28 nha. Câu 28 nó cũng rất rất nhiều bạn bị lừa. Dung dịch X gồm Cu NO3 2 lần 0,02 H2SO4 0,1 khối lượng sắt tối đa. Lưu ý cho thầy cụm từ sắt tối đa.
Nếu có từ sắt tối đa thì sắt của thầy chỉ có lên sắt dương 2 thôi các em ạ. Tại sao lại vậy? Tại vì sắt lên sắt dương 2 thì ngồi ít e hơn, nên là lượng sắt nó bị hòa tan nhiều hơn. NO là dạng hợp khử duy nhất. Thế non thầy viết nhá. Vậy này, đầu tiên là phản ứng H cộng cộng NO3 trừ để tạo thành NO cộng H2O. Tại sao thầy lại viết phương trình mà thầy không dùng công thức? Tại vì nếu dùng công thức bài này sẽ bị lừa. Dương 5 này, dương 2 này, nhận 3E này. Đấy chưa? 3 này, vậy đây là 1, 1 này, 3 trừ đi 1 thì còn 2 này, 2 2 4 này. Số mol cộng 0,1 nhân 2 bằng 0,2. Số mol NO3 trừ 0,2 nhân 2 bằng 0,04. 0,04 chia 1 thì bằng 0,04. 0,2 chia 4 thì bằng 0,05. Vậy thằng này lớn hơn, vậy suy ra NO3 trừ hết. 0,4. 0,04 nhân 4 thì bằng 0,16. Số mol NO bằng 0,04 nhân 1 chia 1 bằng 0,04. Vậy suy ra H cộng dư này 0,2 chia 0,16 bằng 0,04. NO 0,04. Nhìn chưa? Đây là phản ứng thứ nhất. Phản ứng thứ hai là đồng 2 cộng nhận 2E để tạo thành đồng. Số mol đồng là 0,02. Thì số mol đồng tạo thành là 0,02. Phản ứng số 3 là H cộng dư nhận 2E để tạo thành H2. 0,04 thì này bằng 0,02. Vậy suy ra thì có bạn toàn E. Thì có tổng E nhường, tổng E nhận này. Chỗ này là 0,04 nhân 3 bằng 0,12. 0,02 nhân 2 bằng 0,04. 0,04 nhân 2 chia 2 bằng 0,04. Vậy suy được tổng electron nhận thì bằng 0,12 cộng 0,04 cộng 0,04 bằng 0,2. Thì có thể bằng 2 lần số mol sắt phản ứng à? Do sắt chủ thầy chỉ lên sắt dương 2 thôi. Vậy suy ra số mol sắt phản ứng bằng 0,1. Vậy suy ra số mol sắt tối đa 0,1 mà nhân với lại 56 thì bằng 5,6. Rất nhiều bạn chọn nhầm. 4,48 cũng có, 2,24 cũng có, 3,36 có. Nhưng đáp án đúng là đáp án B. Hiểu chưa? Và hiểu bản chất cái chỗ tổng quan chỗ này nhá. Học sinh của thầy về hiểu bản chất mới làm. Câu 29. Hôm nay mình chữa 40 câu. Nhớ học thật kỹ mà. Thầy giải cho em lên tật khủng thì thôi. Cho dung dịch muối X đến dư và dung dịch muối Y thu được kết quả Z. Lưu ý này, X dư vào dung dịch muối Y này thu được kết quả Z này. Cho Z vào dung dịch H2O3 loãng dư. Loãng dư thu được chất rắn T. Khí không màu hóa đâu trong khí NO. T là chất rắn. Vậy có nghĩa trong Z này có thằng không tan nhưng vẫn có NO, suy ra có thằng tan. Vậy Z sẽ bao gồm một thằng, thằng T là chất rắn không tan đã này. Còn một thằng nữa tan. Còn một thằng nữa là chất rắn tan. Có nghĩa chất rắn tác dụng H2O3. Có Ia này. AgNO3 cộng FeCl2 tạo thành AgCl cộng với bạc. AgCl thì không tan trong H2O3, còn tan trong H2O3 là Ag. Vậy là thỏa mãn đúng không? Xem bên này nhá, chỉ tạo thành AgCl thôi, không tan. Vì vậy nên không thể sinh ra NO được. Loại thằng này nhá, chỉ tạo thành bạc. Bạc thì tạo NO nhưng không còn T. Vậy loại tiếp. Anh này tạo thành BaCO3, ăn hết đúng không? Nhưng mà không sinh ra NO. Vậy loại nốt C. Vậy đáp án đúng đáp án à. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 30. Câu tiếp theo, câu số 30. Số phát biểu đúng. Gạch chân thầy thử đúng nha. Số phát biểu đúng là thép là hợp kim của sắt chứa từ 2 đến 5% khối lượng carbon. Sai. Nó phải là gang thì mới là cái thằng này. Bột nhôm trộn với bột sắt 3 oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt cho hợp đúng. Dùng Na2CO3 làm mất tính cứng tạm thời vĩnh kiểu nước đúng, bởi vì Na2CO3 trong này có CO3 hay trừ, nó sẽ cướp bằng Ca2 cộng, cướp bằng Ca2 cộng làm mất tính cứng đúng. Dùng một lưu huỳnh để xử lý thủy ngân đôi vãi khi nhiệt tế vỡ đúng. Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng H2O3 thì nó sinh ra khí NO. Nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm đúng, bởi vì NaOH tác dụng với NO. Vậy số phát biểu đúng là 1, 2, 3, 4. Thầy phải ghi từ đúng để cẩn thận phòng những tao đề bài nó hỏi số phát biểu sai chết.
ra sang câu 31. Cả nhà chú ý này. Câu 31 thầy phổ diễn cho ta một kỹ thuật giải các kiểu câu này cực kỳ nhanh. Cực kỳ nhanh nhá. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? 31 nhá. Mở ra hỗn hợp gồm Fe này. Fe3O4 này. FeNO32 lần này. Tan hết trong KHSO4 này. 1 nhân 0,32 bằng 0,32. Dung dịch Y này chứa 59,04 gam muối này. Trung hòa này. Do muối trung hòa tương đương với H cộng hết này. Vậy dung dịch Y thầy gồm này. Sắt này thì thầy không biết là lên sắt dương 2 hay sắt dương 3. Thầy cứ phang có cả sắt dương 2, có cả sắt dương 3. Không biết còn NO3 trừ không, cứ phang có NO3 trừ. Chắc chắn có K cộng. H cộng hết rồi. Chắc chắn có SO42 trừ. SO42 trừ 0,32. K cộng 0,32. Bạn này không biết. Và NO, số 1 NO 0,8962,4,0,04. Được chưa? Và dĩ nhiên chắc chắn nó phải có nước. Đây là dung dịch Y này. Y phản ứng vừa đủ với NaOH bằng 0,44. Thế NaOH nó sử dụng gì? Chỉ ăn sắt 2 cộng và ăn sắt 3 cộng thôi. Để tạo thành kết tủa FeOH 2 lần, FeOH 3 lần. Đúng chưa? Vậy mình nhìn này, sau khi kết tủa hết bọn này rồi thì trong dịch sau đó thì còn những ion nào? Sắt này hết, NO3 trừ. K cộng 0,32. SO42 trừ 0,32. Và gì nữa? NA cộng vừa vào 0,44. Vậy nên ta bảo toàn điện tích tìm được số mol NO3 trừ. 0,44 cộng 0,32 trừ 0,32 nhân 2. 0,44 cộng 0,32 trừ 0,32 nhân 2 bằng 0,12. Vậy đã tìm được số mol NO3 trừ bằng 0,12. Vậy đến đây thì tìm được bảo toàn nitơ 0,12 nhân 1 chia 2 bằng 0,06. Mà đây bài hỏi là phần trăm khối lượng FeNO3 2 lần trong X nhé. Vậy có nghĩa là mình tìm được thằng này rồi. Vậy mình cần tìm tổng khối lượng này nữa là xong. Vậy mình bảo toàn khối lượng xem nào. Thế có phải đây là X không? Thì thầy có MX cộng với MKHS4 bằng M muối trung hòa là 59,04 cộng với, đây là MI đấy, cộng với MNO cộng M nước là xong. Vậy suy ra MX sẽ bằng 59,04 cộng MNO là 0,04 nhân 30 cộng M nước là 18 lần nhân N nước. N nước này bảo toàn hydro này. Hydro chú hết ở đây đúng không? 0,32 nhân 1 chia 2 bằng 0,16. Trừ đi MKHS4 bằng 0,32 nhân với 40 cộng 96 136. Vậy thì tìm được MX bằng 59,04 cộng 0,04 nhân 30 cộng 18 nhân 0,16 trừ 0,32 nhân 136 bằng 19,6. Đến đây tìm được phần trăm. 0,06 nhân mẫu đơn 56 cộng 62 nhân 2 chia cho n bằng 55, thầy tính lỗi à? Đấy, thầy chết rồi đấy. Cảm ơn Nguyễn Hồng. Đấy, nitơ còn trong NO nữa. Đúng rồi, cảm ơn Nguyễn Hồng. 0,12 cộng 0,14 bằng 0,16. 0,12 cộng 0,14 bằng 0,16. Thằng này 0,08. Cảm ơn Hồng nhá. Và đây có 0,08 chia cho 19,6 bằng 0,08 nhân với mở ngoặc đơn 56 cộng 62 nhân 2 bằng chia cho, chỗ này thì tính nhầm đấy chứ nhỉ, chia cho mở ngoặc đơn này
59,04 cộng với 0,04 nhân 30 cộng 18 nhân 0,16 trừ 0,32 nhân 136 bằng 73,46. Được chưa? 73,46. 73,46 đáp án đúng đáp án C. Cảm ơn các em nhé. Thầy vừa nay thầy bị nhầm tí. Được chưa? Để xong câu 31. Hiểu bài không nhỉ? Hiểu bài câu 31 không nhỉ? 31 sẽ ọt, đúng không? Đây là cách giải nhanh nhất dành cho câu 31. Không có cách nào nhanh hơn nữa đâu. Mình sang tiếp nhá. Mình sang tiếp câu 32. Câu 32. Câu 32 giờ thầy dạy chúng ta một cái chiêu. Chiêu này là chiêu đếm bẩn của thầy. Chiêu này có thể giải cho mọi bài tập. Nhìn nhá. Na bari, Na2O, Na2BO. Natri này. Bari này. Na2O này. BaO này. Hòa tan 21,9 này. Đặt A, B, C, D này vào nước này thì thu được khí hydro này 0,05 này. Dung dịch Y chứa Ba mất 2 lần này 20,52 chia cho 137 cộng với 17 nhân 2 bằng 0,12. Được chưa? Và chắc chắn có NaOH. Thằng Y tác dụng với Al2 SO4 3 lần. 0,5 nhân 0,1 bằng 0,05. Muốn tìm được kết tủa thì bắt buộc. Muốn tìm kết tủa thì mình biết chắc chắn là đây có kết tủa BaS4 rồi. Nhưng mình muốn tìm được kết tủa, liệu có biết kết tủa Al2H3 lần nữa hay không thì mình bắt buộc phải tìm được số mol A. Và như vậy phải tìm ở đây. Vậy đây thì có một dữ kiện liên quan đến ABCD này, một dữ kiện liên quan này, hai dữ kiện liên quan, ba dữ kiện liên quan, 1, 2, 3 dữ kiện liên quan đến ABCD. Mà lại chỉ có 4 ẩn, 3 dữ kiện. Vậy hoàn toàn ta được quyền bỏ đi 1 ẩn. Bỏ đi thì thầy gạch thằng C đi. Xem nhá, nó thể làm nhá. Vậy thì có này, hệ phương trình này 23A cộng 137B cộng 137 cộng 16 153 D bằng 21,9. Ra hydro thì chỉ có natri và bari ra thôi. Một thằng natri ra 0,5. Một thằng bari ra 1 thì bằng 0,05. Cuối cùng ra bari. Bari thì mình cũng bảo toàn bari thì B cộng D thì bằng 0,12. Đến đây mình bấm máy tính để giải hệ mình được. 23 bằng 137 bằng 3 bằng 21,9 bằng 0,5 bằng 1 bằng 0 bằng 0,05 bằng 0 bằng 1 bằng 1 bằng 0,12 bằng 0,14 và âm 0,02. A bằng 0,14, B bằng âm 0,02, D bằng 0,14. Với chiêu này của thầy số mol âm kệ nó. Được chưa? Kệ nó thôi. Vậy hoàn toàn này. Đến đây này, mình có bảo toàn natri là 0,14, vậy đây 0,14 này. Vậy bài toán này của thầy bây giờ quay trở lại là hỗn hợp BaOH lần NaOH vào Al2O4 3 lần. Bây giờ tách ra cùng các ion sau. Ba2 cộng 0,12 OH trừ 0,12 nhân 2 bằng 0,24 cộng 0,14 bằng 0,38 cộng với nhôm 3 cộng 0,15 nhân 2 bằng 0,1 và SO4 2 trừ 0,05 nhân 3 bằng 0,15. B2 cộng đớp S4 2 trừ để tạo thành BaS4. Tính cái thằng nhỏ hơn 0,12 với 0,12 nhỏ là 0,15. Được chưa? OH trừ nhân nhôm 3 cộng. Thì em chú ý này. Nhìn cái chiều thầy nhá. OH trừ chia nhôm 3 cộng có phải bằng 0,38 chứ 0,1. Thì nó bằng 3,8 không? Lớn hơn 3, nhỏ hơn 4. 3 tương ứng với việc là AlOH3 Al bắt 3 OH trừ. Vậy là AlOH3 lần. 4 tương ứng với việc là Al3 cộng bắt 4 OH trừ. AlOH 4 lần trừ. Thằng này tương đương với các em được học là AlO2 trừ đấy. Hai này như nhau. Vậy 3,8 này. 3,8 các em nhìn kỹ nha. Các em nhìn kỹ nha. 3,8 thì có phải thằng này là 3 này, thằng này là 4 này. 3,8 không?
3 - 3,8 bằng 0,8, 4 - 3,8 bằng 0,2 không? 0,8 - 0,2 thì bằng 4 - 1 không? Nhưng mà tổng số mol của nó bằng 0,1 mà chia làm 4 cộng 1 là 5 phần, vậy mỗi phần bằng 0,02 không? Thằng này bằng 0,08 không? Vậy suy ra số mol tiết tụ ALH 3 lần bằng 0,02. Vậy nên mình tìm được khối lượng 0,12 nhân 233 cộng 0,02 nhân 78 bằng 29,52 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, 29,52. Ngon chưa? Ngon lành cành đào chưa? Đây là những cách giải nhanh nhất, giải những câu rất là khó. Đấy, cách giải này chỉ đặc trưng có của thầy thôi, không ai có đâu. Nhưng mà chậm. Được không ạ? Nhưng mà chậm. Câu 32. Câu 32 nhá. 32 này. Nhìn kỹ 32 này. Xong 32 rồi, còn sang 33 nhá. 33 này. 33 này. Viết tục này cho dễ viết. Nhìn thấy không nhỉ? Không nhìn thấy luôn. 33 nhá. Đốt cháy hoàn toàn argan triglycerid. Triglycerid là ST3 chức. Vậy thì đặt công thức của ST3 trước là CHIO6 cân vừa đủ 4,83 mol oxy, 4,83 thu được CO2 3,42, nước 3,18. Đến đây bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy mình có này, nước nhân 1 3,18 nhân 1 cộng CO2 nhân 2 3,42 nhân 2 trừ 4,83 nhân 2 được bao nhiêu chia 6? 0,06. Được chưa? 0,06 mol. Trái nha. Tiếp tục này, tương tự thì bảo toàn khối lượng thì tìm được A này. Bảo toàn khối lượng A cộng với 4,83 nhân 32 này thì bằng 3,42 nhân 44 này cộng 3,18 nhân 18 này. Vậy tìm được này. 3,18 nhân 18 cộng 3,42 nhân 44 trừ 4,83 nhân 32 bằng 53,16. A bằng 53,16. A gam x vẫn vậy nhé. X A gam thì số mol bằng 0,06 này. Phản ứng vừa đủ dung dịch NaOH này. Thu được muối này. Cộng glycerol là C3H8O3. Vậy 0,06 số mol X chính bằng số mol glycerol 0,06. Triester ST3 trước thì ăn 3 NaOH. Bên này 0,18. Bên có bảo toàn khối lượng 0,06. Khối lượng nó bằng 53,16. Cộng 0,18 nhân 40 bằng m muối cộng 0,06 nhân 92. Vậy ta tìm được m muối bằng 53,16 cộng 0,18 nhân 40 trừ 0,06 nhân 92 54,84. Đáp án đúng mình đáp án gì? Dương Hồng Quân chính xác. Em thấy không? Những cái cách giải của thầy nó rất là kinh điển. Nó rất là dị. Đấy. Mình xong câu 33 nhá. Mình sang câu tiếp theo. Mặt cuối cùng đấy. Xong câu 34 nào. 34. Chúng ta chỉ còn 7 câu nữa thôi. Cho các chất sau dãy gồm các chất đều tác dụng dung dịch NaOH và dung dịch HCl là. Các em nhớ in ra sách nhá. In thành sách, đóng thành quyển như của thầy này. Làm thế cho quen. Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là. Thế mình lưu ý cho thầy này, phải tinh ý này. Thằng Z là thằng etinamin. Thằng này chỉ tác dụng HCl, không tác dụng NaOH. Vậy bất kỳ thằng nào có thằng Z là đều vứt đi. Vứt. Tao để. Xong luôn. Ngon lành cành đào. Ngon mà thơm luôn. Đúng không? Tiếp. Sang câu 35. 35 nha. Cho sơ đồ phản ứng sau này.
Thế ở cái sơ đồ phản ứng này, trong tất cả mọi bài sơ đồ phản ứng thì nó đều có một cái phương trình đặc biệt. Và em phải, nhiệm vụ của em làm em phải tìm được cái phương trình đặc biệt đấy. Thế ở trong đây thì phương trình đặc biệt là x3 x4 tạo thành vi đồng 6 x 6. Đây là phương trình đặc biệt. Đặc biệt như nào các em cần nhớ chú ý cho thầy. Đó là thằng gì nhỉ? Acid adipic thì cộng với lại hexa methylen để tạo thành vi đồng 6 x 6. Vấn đề bây giờ là x3 là acid adipic hay x3 là hexa methylen diamin thôi. Diamin. Thế thì em nhìn này, x1 cũng 24, ra x3 cộng Na24. Vậy giống kiểu axit cộng, sorry, muối cộng axit để tạo thành muối mới cộng axit mới. Vậy x3 là axit. Vậy axit adipic là x3. X4 là hexamethylene diamin. Vậy mình có công thức của axit adipic. Nhiều đứa quên. Nhớ đến lông 6 thì 6 này, có 6 carbon. Đi là hai nhóm CH. Axit này. Vậy có này, HOOC này, CH2 này, 4 lần này, COH. Đây là acid adipic, hexamethylene diamin này. Cũng có 6 carbon. Nhưng diamin là có 2 nhóm N2. H2N này. CH2 này. 6 lần này. N2. Được chưa? Đấy, thế bây giờ thì có X3 rồi. Vậy công thức phân tử của X3 là C6H10 O4 đúng không? Giờ thấy pha vào phương trình này. Thì có x1 ăn H2S4 để tạo x3 là C6H10O4 cộng Na2SO4. Vậy thì bảo toàn nha. C6H10 trừ 2 là H8O4 Na2 S4, S4 hết, được chưa? Vậy đây là X1 C8 H14 O4 cộng NaOH để tạo thành X1 là C6 H8 O4 Na2. Vậy ai phải ăn 2 NaOH cộng X2 cộng nước. Vậy thầy đi bảo toàn thì X2 C8 trừ C6 còn C2. H14 cộng 2 là H16, trừ 8 còn H8, trừ 2 còn H6. O4 cộng 2 là O6, trừ 4 thì còn O2, trừ 1 thì còn O. Nhiệt độ số X hơn 2 cao hơn axit acetic. Thằng này đang côn không thể cao hơn axit acetic được, sai. X4 làm quỳ tím chuyển hồng. X4 làm phenol và talin chuyển hồng, quỳ tím chuyển xanh. Sai tiếp. Nhiệt độ nóng chảy X3 cao hơn X1. X3 là muối, X3 là axit. X1 là muối. Đâu, no, sorry. X1 đây. X1 là muối không thể cao hơn được, đúng không? Muối nó là cao nhất. Rồi, rồi, rồi. Thầy vừa chỉnh lại cho cả nhà đấy. Câu số 6. 36. Thế em chú ý này. T làm quỷ tím chuyển thành màu xanh. T làm quỷ tím chuyển thành màu xanh nhá. T là chất cuối cùng. Ethylamine làm quỷ tím màu xanh. Ethylamine làm quỷ màu xanh. Aniline không làm quỷ chuyển màu, vớt. Glucose không làm quỷ chuyển màu, vớt. Vậy loại D, loại C. Z nước brom kết tụ trắng. Z là cái chất ngoài hành xong T. Anilin brom kết tụ trắng được, glucose brom không tạo thành kết tụ trắng. Loại tiếp.
Vậy đáp án đúng đáp án này. Nhanh chưa? Mình sang câu 37 nha. 37 là một câu khá là hay. 37 là cả một câu khá là hay. Thầy chứng minh cho em một cái công thức để mà các em dùng cho từ bây giờ cho đến về sau nhá. Nên chú ý này. Mọi thằng hợp chất hữu cơ đều có dạng là CHNH2N cộng 2 trừ 2KOX với K thì bằng số pi cộng số vòng. Nên thằng này khi mà đốt cháy thì ra được NCO2 cộng với N cộng 1 trừ K H2O. Nếu số mol này là 1 thì số mol này là N, thì số mol này là N cộng 1 trừ K. Vậy ta luôn luôn có NCO2 trừ N nước chia N cháy có phải chính bằng N trừ N cộng 1 trừ K chia 1 thì phải bằng K trừ 1 không? Đây là công thức mà các em phải nhớ. Được chưa? Thế vậy ở bài này này, X là triete của glycerol. X là triete của glycerol với các axit mạch hở đốt cháy với oxy thì thu được CO2 và nước amon này, B mol CO2 và C mol nước này, B trừ C bằng 4A, B là số mol CO2, C là số mol nước thì bằng 4 lần số mol X. Vậy mình được NCO2 trừ N nước chia NX bằng 4 và chính bằng K trừ 1. Suy ra K bằng 5. Được chưa? K bằng 5 nhé. Mặt khác anh X này là trieste của glycerol và các axit đơn chức. Thì bên trong thằng X này vốn dĩ mình có 5 pi này. Nó đã có 3 pi của CO rồi. 5 pi mà đã có 3 pi rồi. Vậy là phải là 2 pi C nối đôi C. Được chưa? Hydro hóa M1 gam X. X ăn với lại H2 thì cần số mol hydro là 0,3. Mình lưu ý 3 pi CO thì không ăn hydro nhưng 2 pi CC thì ăn. Nên là ăn 2. Vậy suy ra số mol X bằng 0,13, 0,3 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,15. Được chưa nào? Thì thu được 39 gam ethanol. ET 39 gam. Vậy thì bảo toàn khối lượng thì nó bằng 0,3 nhân 2 MX. Vậy đây thì tìm được MX sẽ bằng 39 trừ 0,3 nhân 2 bằng 38,4. MX bằng 38,4. Thì bài nói đun nóng MX. Đây, đun nóng MX. X đun nóng MX là 38,4 X. Đun nóng mà gam X với NaOH là 0,7. Ô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn cộng glycerol là C3H5OH3 lần. Mình có số mol X mà 0,15, vậy suy ra số mol của glycerol bằng 0,15. Đúng chưa? Nó tính ra nhỏ hơn 0,15 thì ăn 3 thằng NaOH, 0,15 đánh nhiều 0,45, vậy NaOH dư rồi. Vậy thể bảo toàn khối lượng này có 38,4 cộng 0,7 nhân 40 bằng M chất rắn cộng 0,15 nhân 92. Đến đây là tìm được M chất rắn 8,4 cộng 0,7 nhân 40 trừ 0,15 nhân 92 bằng 52,6. Đáp án đúng đáp án gì? Kinh không? Những câu chuẩn lấy điểm 10 là như vậy. Các em ạ, mình còn 3 câu nữa. 38, 39 và 40. 38, 39 và 40. Chữ tiếp của 38 nha. ST2 chức mạch thở X công thức phân tử C6H8O4. C6H8O4 này các em nhìn nhé. Hai chức, đây đúng hai chức rồi. Các em nhìn thằng này thuộc dạng CnH2N-4. Vậy tương đương với của nó CnH2N-2 là ankin. Ankin thì có 2 pi, thế là trừ 4 thì nó phải có 3 pi.
Nhưng do hai chữ C nối đôi O rồi thì hai pi trụ đây rồi, vậy là còn một pi C nối đôi C. Được chưa? Không tham gia phản ứng trắng gương là không HCO này. Được tạo thành ancol Y và carboxylic Z này. Bây giờ thằng này được tạo bởi từ Y là ancol cộng Z là acid. Y này không tác dụng với CH lại lần. Tương đương với lại không là ancol đa kể. Nhưng còn một điều đặc biệt nữa của thằng Y cơ, là H2SO4 170 độ C thì không tạo thành anken. Và chỉ có một thằng ancol duy nhất thỏa mãn cả hai điều kiện này, nó là CH3OH. Được chưa? Và bởi vì ancol Y là CH3OH nên thầy sẽ có này COO CH3, hai chức COO CH3. Nhìn nhá, 1, 2, 3, 4 carbon. Đây là C6, vậy thằng này còn là C2. Mà ở đây có một PCC, vậy nối đuôi C đây đây. Vậy anh này là 1 hoặc H3COOC C nối đuôi C. Sorry, thầy ghi lại nhầm. Hoặc là C nối đôi C này COOCH3 này COOCH3. Đây một trong hàng này. Đúng chưa? Nhận xét nào sau đây là đúng? À, chú ý rằng là nhận xét nào sau đây đúng nhé. Trong ít có 3 nhóm CH3. Đây, đây. Một nhóm CH3, một nhóm CH3. Hoặc đây cũng chỉ một nhóm CH3, hai nhóm CH3 đâu. Vậy loại sai này. Chất Z. Z là axit. Có phải đun ra axit thì thầy có phải thu được là C nối đôi C này, gạch COOH này, COOH. Thì thằng này làm mất màu dung dịch brom đúng không? Hoặc thằng này cũng vậy, cũng làm mất màu dung dịch brom. Vậy sai. Y là ancol nitric sai. Y là ancol CH3OH. Z có số nguyên tử carbon bằng số nguyên tử oxy. Z đây. 1, 2, 3, 4 carbon. 1, 2, 3, 4 oxy. Vậy đáp án đúng đáp án gì? Chính xác đáp án gì luôn. Dễ không? Mình sang câu 39 nha. Sẵn sàng sang câu 39 chưa các em? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì chấm cái nào. Sẵn sàng sang câu 39 thì chấm cái để xem nào. Câu 39. Hỗn hợp E gồm 2 este đơn chức. Lớp mình rất nhiều bạn chăm đấy. Các bạn ấy bây giờ là các bạn đi học môn khác, xong rồi là mai các bạn mới xem lại từ đầu đấy. Thầy biết nhiều bạn như vậy. Câu 39. Hỗn hợp E gồm 2 este đơn chức. 2 este đơn chức vậy là CHI O2 đều chứa phòng benzen này, cần vừa đủ oxy này. Thầy tìm được số mol oxy 8,064 chia 22,4 bằng 0,36 mol oxy. Thu được số mol CO2 14,08 chia cho 44 bằng 0,32. Nước 2,88 chia 18 bằng 0,16. Đến đây thì đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. 16 x 1 cộng 0,32 x 2 trừ 0,36 x 2 bằng chia 2 bằng 0,04. Đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon là 0,32 chia 0,04 bằng C8. Hiro 0,16 x 2 bằng 0,32 chia 4 H8O2 với số mol là 0,04. Xong một thằng nha. 6,62 gam 3 muối. Vậy thì 3 muối này gồm gì? Muối của một, đầu tiên là muối của phenol này, hai là muối của axit của bàn thằng phenol này, ba là muối của este của thằng phenol này. Cộng với này. Chắc chắn do este của ancol đơn phải có ancol nữa. Ancol này. Và do có este của phenol chắc chắn phải có nước. Thấy chưa? Số mol nước sinh ra chính bằng số mol este của phenol 0,03. Số mol ancol chính bằng phải este của ancol 0,01. Vậy ở đây thì nghĩa bảo toàn khối lượng 0,04 nhân phân tử khối này 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32 bằng 136. Câu
cộng 0,07 nhân 40 bằng 6,62 cộng m ancol cộng 0,03 nhân 18. Vậy này thì tìm được m ancol bằng 0,04 nhân 136 cộng 0,07 nhân 40 trừ đi 6,62 trừ đi 0,03 nhân 18 bằng 11,08. M ancol bằng 1,08. Vậy suy ra do ancol này được tạo bởi từ este của ancol đơn chức nên ancol sẽ có dạng là ROH sẽ bằng 1,08 chia cho 0,01 bằng 108. R bằng 108 trừ 17. 108 trừ 17 bằng 91. Khi em nhìn thủ thuật này, lấy 91 trừ 14 thì được bằng 6,5. Vậy thì nghĩ ngay đầu tiên là C6 thì H 108 trừ đi 12 nhân 6 bằng C6 lúc này H36 loại C7 108 sorry 91 chết rồi 91 trừ đi 12 nhân 6 thì là H19 vẫn loại đúng không? C7 thì 91 trừ 12 nhân 7 C7 C7 thì nó phải H7 OH. Đề bài nói chúng ta là bọn này là bọn este đơn chức đều chứa vòng benzen. Đều chứa vòng benzen nhé. Đều chứa vòng benzen. Vậy điều này chứng tỏ C7H7OH là ancol và este của ancol đơn. Vậy thì điều này chứng tỏ rằng là anh này chỉ có thể là CH2OH thôi. Và anh này là có đuôi của ancol này, vậy thì chứng tỏ este nó phải là HCOOCH2 C6H5. Được chưa? Thế vậy trong hai thằng đấy thì có một thằng là HCOO CH2 C6H5. Thầy biết được số mol của nó là số mol este của ancol là 0,1 cộng NaOH thì này chắc chắn tạo thành muối là HCOONa, số mol là 0,1. Bọn chúng là đồng phân nhau, vậy ta còn một đồng phân nữa là HCOO C6H4 CH3. Thằng này không được, lý do tại sao? Thì bài nói này tạo thành 3 muối. Thế nếu là thằng này thì nó là HCONa nữa, thế là vẫn một muối này. Với lại anh này là NaOC6H4CH3, thế là chỉ có 2 muối, vậy là loại. Vậy ta còn một trường hợp cuối cùng, nó là thằng duy nhất CH3 COO C6H5 thì thu được muối là CH3 CONa. Và một thằng nữa là C6H5 ONa thì thỏa mãn là 3 muối. Anh này anh nhét tẹo của phenol vì số mol nó bằng 0,03. Xong rồi đấy, để bài hỏi khối lượng muối axit carboxylic trong T, có cái hỏi khối lượng 2 của muối này. Vậy là bằng 0,01 nhân 68 cộng 0,03 nhân 82 bằng 3,14 gram. Ta nung đa văn xe. Ok. Xem nha. Còn câu cuối cùng, câu 40, câu peptid. Đứa nào muốn theo dõi chiều giải nhanh peptid của thầy thì giơ tay. Thầy cho các em xem chiều thức giải cực kỳ nhanh peptid nha. Quan sát này. Thầy để bên dưới để ghi chữ bên trên, nhưng mà sợ như vậy thì nó hơi khó. Để thì bây giờ đây, để thế này, để này cho các em dễ nhìn. Đây, để một mạch. Đó. Rồi, rồi, rồi. Đây, đây, đây này nhá. Các em nhìn nhá, nhìn kỹ nhá, hết sức kỹ càng. Cho m gam hỗn hợp gồm dipeptide, tripeptide, pentapeptide. Chú ý này. Thu được hỗn hợp muối Q gồm glyalavalin. Vậy quy đổi nó về hỗn hợp C2H3ON CH2 nước đốt cháy bằng oxy đủ thu được CO2H2O N2. Khối lượng bình tăng chính là khối lượng CO2H2O 13,23 gram.
0,84 khi thoát ra chính là khí nitơ, 0,84 chia 22,4 bằng 0,0375. Vậy đây bảo toàn nitơ này, 0,0375 nhân 2 thì bằng 0,075. Vậy đặt số mol CO2 là A thì số mol nước thì là B. Đúng không? Thầy đi bảo toàn này. Thầy đi bảo toàn carbon nhá, kẹp gì thầy bảo toàn carbon. À đâu, sorry, chết rồi. Lỗi. Câu này thầy giải lỗi rồi. Câu này thầy giải lỗi, sorry các em. Lỗi. Thầy đọc nhầm đề đấy. Đầu tiên là peptide này, thì thầy quy đổi bọn peptide này của thầy là gồm C2H3ON này, CH2 này, nước này, đốt cháy, quy mà là muối, đầu tiên tác dụng là AOH đã, vừa đủ thì thu được muối và nước, sau đó chỉ đốt cháy một bọn muối này thôi thì thu được Na2CO3, đúng không? CO2 H2O N2. Đấy, quy mà thầy có này. M bình tăng thì chính bằng 13,23 là M nước cộng MCO2 nhá. M nước cộng MCO2 bằng M bình tăng này. Khí thoát ra khí nitơ này, 0,0375 này. Bảo toàn nitơ thì suy đanh này bằng 0,075 này. Được chưa? Anh này ăn 1 NaOH, bởi đây là số mol gốc alpha amino acid mà, nên thằng này bằng 0,075 này. Bảo toàn natri 0,075 chia 2 này thì đầu này bằng 0,0375 này. Được chưa? Thầy đặt số mol CH2 là A, nước là B. Được chưa? Thầy đi bảo toàn carbon 0,075 nhân 2 bằng 0,15 cộng A. Nhìn chưa? 0,075 nhân 2 nhá, cộng A là bằng 0,15 cộng A. Trừ đi các con trong này, 0,0375. Được chưa? Nước này đốt cháy hoàn toàn M, thằng này đốt cháy thì thu được CO2 H2O. Số mol H2O bằng 4,0095 chia 18 bằng 0,2275. Ngay tức thể suy được số mol hydro trong M bằng 2 lần một này, 2 nhân với lại 0,2275, 2 nhân 0,2275 bằng 0,455. Hydro trong N bằng 0,455 nhá. Đây là B thì chui ra đây là B đúng không? Thầy đi bảo toàn hydro này, 0,455 này trừ đi 2B, chia 2 ra hydro trong này đúng không? Nhìn nhá, 0,455 này cộng với 0,075 nhân cộng 1 này. Bảo toàn hydro cuối cùng này, 0,455 này là đây là hydro trong M nhá. 0,455 cộng 0,075 nhân 1 cộng với lại 0,075 trừ đi 2B ở đây, nước này chia cho 2, thế là NCO2 là N nước này. Vậy thì có hệ phương trình đầu tiên 44 nhân với lại 0,15 cộng A trừ 0,0375 cộng với 18 nhân chia 2 bằng 9, 0,455 cộng 0,075 trừ 2B. M bình tăng, M bình của thầy tăng là bằng 13,23. Phương trình thứ hai của thầy là phương trình bảo toàn hydro, 3 nhân 0,075 cộng với 2A cộng với 2B thì bằng 0,455. Đến đây bấm máy tính tìm được AB.
Ôi bấm hộ thầy đấy. Yêu ơi ngại lắm ý. Yêu ơi cái phương trình này thì ngại kinh khủng luôn. Máy tính của thầy ứ có cái gì để mà bấm được. Phá ngoặc vậy, phá ngoặc chậm chậm vậy. Bọn học sinh ơi, bấm hộ thầy. Mấy đứa ơi, cứu thầy. 4 nhân 0, phải. Đầu tiên là 0,15 trừ đi 0,0375 bằng. Rồi, nhân 44 bằng 4,95. Cộng 44A cộng này 0,455 cộng 0,075 bằng 4,77 trừ 18B bằng 13,23. Đầu này có 2A cộng 2B bằng 0,455 trừ đi 3 nhân 0,075 bằng 0,23. 1,2 4 bằng trừ 18 bằng 13,23 trừ 4,95 trừ 4,77 bằng 2 bằng 2 bằng 0,23 bằng 0,09 0,025. A bằng 0,09. A bằng 0,09. B bằng 0,025. Vậy mình có này, 0,075 nhân C2 là 24 cộng H3 cộng 16 cộng 14 cộng với 0,09 nhân 14 cộng 0,025 nhân 18 bằng 5,985. 5,985 thì gần nhất với giá trị nào? Sau đây thì gần nhất với 6. Làm gì có 6. Xong. Cảm ơn Mai Hạnh. Thầy anh bấm là thế 0,09 và 0,025. Khối lượng của peptide của thầy bằng 5,985, gần bằng 6. Ok. Dã man chưa? Phần quà chỉ dành cho những con người kinh khủng nhất. Chúc mừng ba bạn đã theo dõi đến cuối lượng 40 câu. Sau này thi điểm cao như báo thầy nhá. Thầy buồn ngủ lắm rồi, mắt căng hết rồi. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại tuần sau. Nhớ rủ những bạn siêu khủng ở lớp em học cùng thầy.